Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim thư Jewelry Nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 Của hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 Và 714-657-7866 EV Princess Cosmetics Sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ Trên toàn thế giới 408-509-4480 714-756-1070 Happy 2Easy Chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng Sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 Và 714-487-7889 sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Bánh Classic Burger của McDonald's nóng, đậm đà và ngon hơn bao giờ hết tại tiệm McDonald's có tham gia và gần chỗ của bạn. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đề bù thỏa đáng 714-741-2008. Good morning little Saigon! Trong buổi sáng ngày thứ ba hôm nay, ngày 20 tháng 6, 2023 à, Ngày hôm nay thì Nguyễn Trường đang ngồi ở đây Và Ngọc Lan thì đang trên đường tới Alaska Thưa quý vị, à, Ngọc Lan đi công tác ở Alaska Cho nên à, sẽ có một người khác thay thế để ngồi ở đây Nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa thấy à, người đó xuất hiện à, Thưa quý vị, ngày hôm nay đó, thứ 3, 20 tháng 6, 2023 chúng tôi có ở trên Facebook, YouTube, trên Facebook quý vị gõ vào Leader Sài Gòn TV tin tức và trên trên YouTube là Leader Sài Gòn TV Official thì quý vị sẽ có thể coi live stream cũng như coi lại sau đó còn ở TV bình thường đó chúng ta coi bằng anten đó, thì ở miền Bắc California là đài 16 11 ở miền Nam California là 56 10 ở Houston Texas là đài 27.6 thì à, mời quý vị cùng coi cùng share à, để mọi người cùng biết đến à, phần tin tức cũng như cà phê sáng của Sài Saigon TV. À, hôm nay là ngày 20 tháng 6. À, sáng hôm nay thời tiết đẹp lắm quý vị. Mở cửa ra 6 giờ sáng là thấy ánh nắng le lói rồi. Đó, không như những ngày khác nó âm u, thường thường thì người Mỹ người ta nói rằng là June Gloom tức là ngày u ám vào tháng 6 thì tới ngày hôm nay là ngày 20 rồi mới thấy có ánh nắng chút xíu vào buổi sáng sớm thường thường ra thì sáng ra là thấy trời âm u lắm à, ngày hôm nay thì có một cái bản tin à, liên quan tới cái việc mà tàu ngầm Titan tàu ngầm này có 5 người lặn xuống đại tây dương để tới gần cái xác tàu Titanic đã hơn một thập kỷ trước thưa với quý vị à, không một thế kỷ trước bị à, mất tích rồi lại bị à, đắm chìm ở dưới đại tây dương đó thì đây là một cái chiếc tàu một chiếc tàu ngầm mang theo 5 người và đây là một cái chuyến gọi là đi thám hiểm đó, đi coi những cái gì mà nó còn lại ở dưới đáy biển Đại Tây Dương mà nơi cái con tàu Titanic bị bị đắm chìm. Ngày 18 tháng 6 thì chiếc tàu này khởi hành bắt đầu đi 1 giờ 45 phút sau đó thì mất liên lạc hoàn toàn với lại uh, những cái bộ phận mà theo dõi chiếc tàu này. Người ta không biết hiện tại chiếc tàu Titan này, chiếc tàu ngầm đó nó đã an ở đâu. Người ta đang dự đoán là có thể nó bị mắc kẹt ở dưới Đại Tây Dương, bị mắc kẹt bởi những cái mảnh vỡ của chiếc tàu Titanic. à thôi quý vị. Hiện tại thì quân đội của Canada cũng như tuần duyên của Mỹ đang ra sức cố gắng để tìm kiếm chiếc tàu ngầm này. Hiện tại thì theo như ước tính. Tính cho tới giờ phút này. Thì còn đâu vào khoảng 60% cái lượng oxy ở trong con tàu ngầm. Thì có thể người ta đang chạy đua với thời gian. Để tìm kiếm chiếc cái tàu ngầm này. À, cái à, vùng biển mà nơi chiếc à, tàu Titanic bị đắm chìm đó. Nó nằm ở độ sâu 3.800 mét ở dưới đáy biển. Vì thế khi mà lặn xuống đáy biển một cái độ sâu như vậy đó thì người ta nói nếu mà hệ thống điện của chiếc tàu ngầm để mà mà đi đi xem đó mà không có những cái hệ thống GPS hay là những cái hệ thống liên lạc nó tối tân và nó tốt thì không thế nào liên lạc được khi mất điện. Đồng thời, cái khu vực này là cái khu vực rất là sâu cho nên cái cơ hội để mà thả những người uh, người nhái đó đi xuống để mà tìm kiếm chiếc tàu ngầm này nó càng khó khăn hơn nữa hiện tại bây giờ đó thì quân đội của uh, canada tại vì cái vùng biển này nó ở ngay uh, phía đại tây dương nó nằm ở khoảng giữa new york với lại bên phía canada đó, cho nên người ta đang đưa những cái phương tiện tối tân từ ở trên mặt nước và lẫn những cái tàu ngầm khác người ta có thể dùng tàu ngầm không người lái nữa À, để đưa xuống cái vùng dưới thạch là sâu này để tìm kiếm cái tàu Titan là cái tàu ngầm mà chở theo năm người đó và đi thám hiểm đi xem cái xác tàu Titanic. À, bản tin sáng ngày hôm nay cho biết là đô đốc của một số à, những đơn vị hải quân mà đóng ở gần đó thì họ cho biết rằng là ở dưới gần cái khu vực tàu Titanic bị chìm hơn một à, thế kỷ trước thì có những cái mảnh vỡ nó rất là nguy hiểm khi mà cái tàu tay tàu ngầm đó nó bị mắc kẹt vào trong đó đó thì cũng khó có những cái phương tiện để mà kéo nó ra được đó, tại nó sâu quá uh, 3.800m ở dưới đáy biển Đại Tây Dương đồng thời có những cái lập luận đưa ra rằng nếu mà cái tàu đó đó nó có những cái, cái hệ thống nó gọi là mang nặng cái tàu ngầm để mà cho nó chìm xuống dưới biển nó sâu nó 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 nhanh hơn đó để nó đỡ tốn thời gian hơn, tiết kiệm được oxy, tiết kiệm được năng lượng này kia. Thì khi mà đưa nó lên những cái miếng mà làm cho cái tàu ngầm nó nặng lên đó, đó nó cũng là một cái vấn đề khó khăn khi mà đưa cái tàu nó lên. Cho nên hiện nay tính cho tới giờ phút này chưa thấy một cái tín hiệu nào mà cho thấy là tìm được cái 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 tàu Titanic, cái tàu Titan này hết trơn. À, tính cho tới 6 giờ sáng à, ngày chủ nhật là vừa qua. À, hiện tại thì một số những uh, cái tàu uh, lặn mà tàu ngầm đó mà không người lái đó đã đang được đưa tới cái khu vực này, càng uh, chung quanh rất là nhiều những cái phương tiện khác nữa nhằm để tìm kiếm những cái tín hiệu thường thường cái tàu ngầm Titan do cái đơn vị cung cấp mà đi du lịch như vậy đó mà đi thám hiểm đó, thì thường thường những cái uh, tín hiệu mà cấp cứu sẽ được đưa lên khi mà cái tàu ngầm đi xuống dưới đại tây dương như vậy, thì đưa những cái tín hiệu lên khi còn gặp những cái trở ngại. Nhưng cho tới giờ phút này không có một tín hiệu nào được đưa lên hết. Có nghĩa là có thể người ta suy đoán ra là nó mất điện hoàn toàn rồi, cho nên không còn tín hiệu nào được gửi ra. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là tại vì một chiếc tàu mà đi thám hiểm ở dưới đáy, dưới đáy biển như vậy đó, thường đó nếu mà người ta cũng nghĩ tới cái trường hợp nếu mà trường hợp xảy ra mất điện thì người ta liên lạc bằng cách nào thì chắc chắn là cũng phải có một cái cách nào đó nhưng mà tới hiện tại giờ phút này không có một tín hiệu nào được đưa ra và cho thấy rằng là uh, đang đang gặp cái sự cố ở trên uh, cái vùng mà đang đi uh, đại tây dương như vậy cho nên uh, hiện tại cho tới ngày hôm nay giờ phút này không không thấy tin tức gì hết và người ta vẫn tiếp tục đưa uh, những cái lực lượng mà cứu hộ đó uh, đưa tới cái vùng này để mà tìm kiếm à, một số báo trên các nước thì họ cũng đăng cái tin này và họ cũng nói rằng là à, tuần duyên của Mỹ vẫn chưa có được những cái gọi là à, mới mẻ gì ở trong cái việc tìm kiếm những những cái phương tiện bị mất tích ngoài biển cho thấy đây là một cái à, lỗ hỏng nhỏ của tuần duyên Mỹ cũng như là một số các nước khác cho nên giờ phút này đó thì Um, cái tàu Titan vẫn chưa tìm thấy được. Đây là một chiếc tàu ngầm uh, tương đối là tối tân và hiện đại dùng để trong cái việc mà đi du lịch thám hiểm đó và cái giao kèo mà đi thám hiểm mà đi xuống đại Tây Dương để tìm ra cái cái con tàu Titanic đã bị chìm hơn cả trăm năm rồi. Đây là một cái gọi là kỳ thú và mọi người đang hào hứng xem là người ta thâu được những cái hình ảnh gì ở dưới này, mang lên được những cái tin tức gì vân vân trong cái việc mà đi thám hiểm như vậy. Nhưng mà không ngờ rằng là gặp sự cố và sau có một tiếng 45 phút tìm mất gọi là liên lạc, mất tin tức hoàn toàn với chiếc tàu ngầm tài than này. Thì đây là một cái chúng ta đóng hy vọng là ngày hôm nay, ngày mai sẽ tìm được những cái tung tích gì, những cái tin tức gì mới. Tại vì cái lượng oxy đó nếu mà không có tìm ra nhanh chạy theo với thời gian thì chắc chắn là những cái tin xấu nó có thể xảy ra. À, chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070. Happy Too Easy chuyên bán nền cao su cứng chống đậu lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1800 990 8319 princesslife.com. Học khu Huntington Beach Union High School District bánh classic burger của McDonald's nóng, đậm đà và ngon hơn bao giờ hết tại tiệm McDonald's có tham gia và gần chỗ của bạn. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714-741-2008. Trở lại với phần 2 của Cà Phê Sáng ngày hôm nay, à, thưa quý vị, ngày hôm nay ngày 20 tháng 6 cũng là ngày tị nạn thế giới. Đó, chúng tôi đọc qua những cái bản tin mới thấy à, ngày hôm nay là ngày tị nạn thế giới. À, ngày tị nạn thế giới lần đầu tiên được tổ chức là ngày 20 tháng 6 năm 2001 để đánh dấu cái công ước mà đã được ký kết thành một cái hiệp ước vào năm 1951 nói về những người tị nạn trên thế giới những người tị nạn phải bỏ nước ra đi vì nhiều lý do khác nhau vì chiến tranh cũng có nữa và xung đột lợi ích cũng như là với lại chính quyền gì vân vân đó thì được gọi là ngày tị nạn thế giới cho nên ngày hôm nay là ngày đánh dấu ngày tị nạn thế giới mà người Việt Nam của chúng ta là những người cũng có à, góp phần trong cái việc là ngày tị nạn thế giới à, trở lại với một cái bản tin khác ngày hôm nay thì thôi với cái vị các bản tin này nó lạ mà nó vui trăm phần trăm tốt hay không cụm cái ly một cái trăm phần trăm là uống cạn sạch luôn đó một trăm trăm, thì tốt hay không à, có một cái video được rò rỉ ra từ pháp nha quý vị nha câu lạc bộ toulouse là một câu lạc bộ nổi tiếng ở bên nước pháp về cái môn bóng bầu dục đó là bóng 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 chày đó à, bóng bầu dục đó thì thưa với quý vị à, ngày hôm nay đấy thì có một cái video rò rỉ ra tổng thống pháp sau khi mà anh mừng đã à, cùng với đội bóng thì ông được trao cho một cái chai bia corona ông cầm cái chai bia đó chỉ có một phút mấy chục giây đồng hồ thôi ông cầm lên và ông uống cạn chai luôn trăm phần trăm luôn thì cái hình ảnh này cũng là một cái hình ảnh nói về à anh mừng chiến thắng của đội nhà hay là À, một cái uh, gì đó mà nói về liên quan tới à chơi thể thao thì phải có vui phải có uh, uống bia sau khi mà 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 chiến thắng thì cái hình ảnh này được đưa ra tại vì ông tổng thống pháp ông Emmanuel Macron á thì thường hay xuất hiện ở trong phòng thay đồ của đội bóng à, khi mà có những cái cuộc chiến thắng hay là thua đi nữa thì ông cũng thiên khi mà thua thì ông vào để ông ăn uống còn khi mà thắng á, thì ông vô để ông chúc mừng thì ông cầm cái chai bia Corona này lên ông uống có một phút mấy chục giây thôi là coi như là hết chai luôn trăm trăm thế nhưng báo pháp ngày hôm nay có một số báo đưa ra nói rằng là hình ảnh không tốt của một nhà lãnh đạo là tại sao nước pháp trong vòng năm thập kỷ qua đã có những cái chiến dịch để mà kêu gọi tạm à, gọi là ít uống rượu bia lại thế nhưng cái tình trạng uống rượu bia Mặc dù là có giảm một cách rõ rệt sau cái phong trào kêu gọi là giảm uống rượu bia lại đó thì cái phong trào đó nó cũng tốt thôi nhưng mà tính cho tới giờ phút này thì bên Pháp cho biết là vẫn còn nhiều người qua đời chết vì bệnh uống rượu bia. Mỗi một năm họ có khoảng 49.000 người tử vong vì cái vấn đề uống rượu bia quá có độ như vậy. Thì người ta nói rằng là mặc dù nước Pháp kêu gọi là không nên uống rượu bia nhiều nhưng mà cái hình ảnh mà tổng thống pháp cầm cái chai bia corona lên uống một phút thôi là hết nguyên một chai đó thì nó phản cảm cũng như là nó đi ngược lại với kiến chính sách của nước pháp kêu gọi là, là là, là là không có uống rượu bia và đây là một nhà lãnh đạo nữa chứ không phải là người thường đó cho nên ngày hôm nay ở bên pháp những cái tờ báo lớn mà không ủng hộ chính chính phủ của ông Emmanuel Macron đó là lợi dụng ngay cái cơ hội này để mà đưa lên những cái bài báo những cái tít lớn và những cái hình ảnh nói rằng là đây đây tổng thống của chúng tôi đây ổng là con sâu rượu, sâu bia gì đó. À không có xứng đáng để mà trong cái kỳ bầu cử tới có thể làm những cái hình ảnh này sẽ được đưa ra nữa và để à gọi là chặn cái đường gọi là ra tái tranh cử hoặc là có những cái vấn đề về chính trị sau đó nữa. Đây là hình ảnh ông Corona uống đó, chạy bia uống hết một chai luôn quý vị nha trăm phần trăm luôn nè đó trong khi đó thì các cái uh, 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 những người mà trong đội banh đó đứng reo hò reo hò ông uống uống nóc một chai một lần hết nguyên một chai luôn à ồ kỳ này là coi như là hãng corona bia đó sẽ nổi tiếng <laughs> tổng thống cầm nguyên một chai bia uống hết trong một trong 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 một 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 nớp vào mà hớp mà thôi à rồi qua một cái bản tin khác ngày hôm nay đây là hình ảnh của thành phố Huntington Beach California gần với lại khu Little Saigon. Ngày hôm nay thì một số các nghị viên của hội đồng uh, nghị viên thành phố Huntington Beach đưa ra một cái uh, dự luật mà có thể nói rằng là một cái uh, uh, thảo cái, cái cái này là cái phát thảo ra để mà đưa ra uh, kêu gọi mọi người chấm dứt ngay cái tình trạng gọi là chống đối hoặc là ghét kỳ thị những người thiểu số những người À, gọi là bài bài da trắng nè, à, rồi à, những người à, thuộc cộng đồng à, giới chuyển đổi giới tính Giống như là đồng tính, tại vì trong thời gian vừa qua ở thành phố Huntington Beach, nhiều nhà đã thấy những cái tờ rơi đó quăng vào sân nhà với những cái lời lẽ gọi là gọi là à, thượng tôn da trắng đó, những lời lẽ kỳ thị, những lời lẽ gọi là gây hận thù, gây à, ghét bỏ vân vân những người đồng tính và những người da màu đó à, họ nói rằng đây là vùng đất của người da trắng nào vân 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 thì sau khi trong thời gian vừa qua có những cái tờ rơi như vậy rơi vào sân nhà của một số người thì người ta đưa cái này tới những cái phiên họp của hội đồng thành phố Huntington Beach để mà nói rằng là ô oh, cái thành phố này chúng tôi đang sống ở đây chúng tôi muốn sống yên ổn chúng tôi muốn sống uh, là hòa bình làm ăn chân chính vân vân tại sao có những cái người mà gọi là kỳ thị những cái người mang những cái lời lẽ rất là gọi là ghét bỏ những cái người khác mà quăng vào nhà chúng tôi như vậy người ta lo sợ rằng là nếu mà không chặn đứng tình trạng này để cứ để nó bỏ qua giống như là sáng ra mà chúng ta thấy chúng ta thấy ở trong sân nhà mình có cái tờ giấy gì đó quăng vô mà nói rằng là ôi tôi ghét mấy người Việt Nam thí dụ vậy đi nếu chúng ta không cầm cái giấy đó mà đưa lên thành phố để báo động lên thì mọi người cũng không biết cho nên đây là một số người đã nhận được những cái tờ giấy đó ở sân nhà họ đưa lên cho hội đồng thành phố và trong cái phiên họp à, trong tuần vừa qua đó thì hội đồng thành phố đưa ra một cái dự thảo và nói rằng là phải viết lên những cái này và được tuyên bố rằng thành phố Huntington Beach là một nơi rất an toàn, sạch sẽ, đẹp đẽ để mọi người cùng cùng à, sống chung với nhau hòa bình chứ không phải là một nơi để gây ra hận thù, để gây ra ghét bỏ, để gây ra kỳ thị và cũng không có à, chủ nghĩa thượng tôn da trắng gì ở đây cả nên đã được sự đồng thuận của ba nghị viên còn hai nghị viên nữa thì sẽ uh, coi lại cái vấn đề này và sẽ đưa ra những cái phần tin tức trong những ngày sau đó thì uh, chúng ta thấy rõ ràng là uh, trong cái cuối tuần vừa qua đó đã có những vụ xảy súng nổ súng xảy ra trong cái tháng này gọi là tháng prime month là tự hào của những người đồng tính và có những cái cuộc liên hoan đã có những cái uh, diễu hành để tôn vinh cái tháng 6 này là tháng của những người đồng tính và đã xảy ra những cái vụ xả súng quý vị thấy là có những người đã cầm súng và bắn loạn xạ vào những cái đoàn diễu hành của những người đồng tính ở một vài tiểu bang hay là một cái những cái cuộc vui chơi của những người đồng tính mà gặp mặt nhau đó Thì có những người đã xả súng vào thì đây rõ ràng là một cái tình trạng ghét bỏ cộng đồng người đồng tính và ông uh, cái người mà gọi là à, lãnh đạo của những người đồng tính này đó à, đã lên tiếng rằng là họ đang ở trong cái thời giai đoạn rất là khó khăn rất là à, căng thẳng là tại vì có những cái hành động và có những cái mà mà người ta nói rằng là không phải là người thường nữa mà kể cả những cái công ty lớn dụ như là target đi cũng bắt đầu nghe theo những người mà phản đối những người đồng tính để mà có những cái ý tưởng không có phù hợp với lại cái tháng 6 này là tháng của người đồng tính thì cái việc này vẫn đang được tiếp tục theo dõi chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho Cà Phê Sáng hôm nay Chương trình này được bảo trợ bởi Jean và Kim thư Jewelry Nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 Của hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 Và 714-657-7866 EV Princess Cosmetics Sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới 408-509-4480 714-756-1070 Happy 2Easy Chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng Sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 Và 714-487-7889 sức khỏe là vàng dược thảo PLS giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 1800 990 8319 princesslife.com học khu Huntington Beach Union High School District Bánh Classic Burger của McDonald's nóng, đậm đà và ngon hơn bao giờ hết tại tiệm McDonald's có tham gia và gần chỗ của bạn. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714-741-2008. Nguyễn Trường Hoàng Trọng Thụy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Chào quý vị với với cà phê sáng phần thứ ba ngày hôm nay. Cảm ơn Nguyễn Trường rất nhiều. À, Thụy sáng hôm nay có khỏe không? Cảm ơn anh đến hơi muộn một chút xíu. À, nhưng mà nghe Nguyễn Trường có đề cập đến cái chuyện mà chiếc tìm thủy đỉnh du lịch đã chìm ở ngoài khơi cái khu vực của bờ biển Boston, Massachusetts, thưa quý vị và nơi đây chúng ta cũng biết qua câu chuyện của phim Titanic sáng nay à, trên đài NPA một vị thuyền trưởng ông cũng chuyên môn à, thực hiện những cái công việc cứu nạn của những chiếc tàu thủy đỉnh này đó ông đưa ra một kết quả mà nghe thấy thấy cũng buồn tội nghiệp à, bởi vì sao à, những người xuất hiện trên chiếc tìm thủy đỉnh này ông nói đó lẽ đương nhiên nằm ở dưới đáy biển hiện nay với cái tình trạng như vậy bởi vì Khổ đó là bởi vì ở độ sâu quá sâu luôn ừ. Ông nói mất một cái uh, riêng một cái chiếc tàu mà ra được tới đây đó Ngay bây giờ thì tàu cứu nạn họ đang di chuyển Nhưng mà cách trên 100 dặm ngoài bờ So với bờ Thì quý vị cứ tưởng đi à, Từ đây mà Long Beach mà ra đến Catalina Island đó, Nó chỉ có khoảng 30 dặm, 35 dặm thôi thì một chiếc tàu từ đây mà đi mà lái với tốc độ bình thường cũng mất một tiếng một tiếng rưỡi mới ra tới được nơi. Rồi. Bây giờ cái đoạn đường đó nó gấp ba gấp bốn lần so với uh, Catalina thì mất cả bảy tám tiếng đồng hồ. thì khi mà ra tới nơi cái khổ vấn đề ở đây đó họ cũng không biết được nó nằm ở nơi nào họ chưa có tìm được nó nằm cái xác đó nằm ở dưới đáy biển ở chỗ nào. Uh, cho nên uh, nói là cái vị trí của Titanic thì nó nằm ở như thế nhưng mà riêng ở cái chiếc tìm thủy điện này thì nó có thể nằm ở một cái độ nào đó mà ông nói là giống như một cái phi thuyền mà chúng ta đi tìm một phi thuyền trên mặt trăng vậy đó. Một cái độ sâu và một cái độ diện tích nó lớn như thế. Cho nên là chưa hết. Thứ nhất đó là họ phải định vị được mà khổ nỗi đó là chiếc thuyền uh, chiếc um, submarine này tìm thủy đỉnh này nó không có tín hiệu mới chết đó nguyễn trường và thưa quý các tính giả có thể bị mất điện hết rồi có thể bị mất điện hết rồi nhưng mà cái tôi đấy rất là vô lý bởi vì một người 250.000 mỹ kim đi trong vòng có mấy ngày thôi mà chiếc tìm thủy đỉnh này trị giá bao nhiêu triệu mỹ kim mà tại sao bất cứ một cái vật gì đó nó bị gặp nạn đó, nó cũng có thể phát ra một cái tiếng động bởi vì chúng ta biết đó tàu hay là máy bay trực thăng nó có những cái con cái máy black box thì nó phát ra cái tín hiệu trong vòng 72 tiếng, 96 tiếng hoặc là nó có cái cục điện riêng ở trên đó thì nó phải phát ra cái cái sóng. Đằng này không phát sóng. Bây giờ đầu tiên là đi tìm đã, tìm xong rồi phải có một cái chiếc tàu trục vớt. Và họ, ông nói là cái cable của cái chiếc tàu này đó nó khoảng trên hai dặm cable cho nên không phải chiếc thuyền nào cũng trục vớt được hết đó. ông nói cũng điều may mắn là cái tìm thủy điện này nó cũng nhẹ thôi nó không đến nổi lắm cho nên cái việc mà trục vớt lên và thưa quý vị ở cái độ sâu bao nhiêu cây số bao nhiêu hơn hai dặm ở dưới đáy biển đó, mà kéo lên cũng mất thời giờ thì uh, ít nhất hiện nay cái hy vọng là những người ở trong chiếc thuyền này họ vẫn còn sống bởi vì có tới 96 tiếng đồng hồ oxygen. Dự tính ý, tính cho 9... tới giờ phút này thì mọi người nói rằng là còn khoảng 60-70% đó. Đấy, thì ừ. họ nói rằng đến ngày thứ năm là cái ngày chót. Thì bây giờ, từ bây giờ đến ngày thứ năm, hôm nay thứ ba rồi. Cho nên chúng ta còn nguyên một ngày mai và đến sáng thứ năm là cái cơ hội nó không còn nữa. Nhưng mà ông nói rằng cái việc mà thứ nhất định được rồi đưa À, cái đồ cậu xuống rồi cậu nó lên được thì không biết làm sao được không biết làm sao cái câu cái vấn đề ở đây đó họ phải có một chiếc tiềm thủy định khác xuống đây nguyễn trường chứ đâu có người nhái nào mà lặn xuống đây không không có người nhái hồi nãy có nói cái câu, cái phần đó thấy chưa tại vì nó sâu quá đi nó sâu quá cho nên phải có một chiếc tiềm thủy điện khác cầm nghĩa là lấy cái 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 cần cẩu đó đó đi xuống đây gặp cái chiếc thuyền này rồi cẩu nó lên với điều kiện là trên thân của chiếc tìm thủy điện này phải có đồ cẩu bởi vì không có đồ cẩu đó thì không biết cách nào để cẩu cũng có thể họ móc vào mấy cái này thì nói chung nếu mà điều đó xảy ra được tìm được chiếc tìm thủy điện này thì sẽ kéo lên được à, có một cái điều đó, xin nhắc lại là năm ngoái cũng cái công ty có tên là Ocean Gate Expedition ừ. Cũng có mở những cái chuyến tour Để mà đi thăm cái tàu Titanic yeah. Nằm ở dưới đáy đại tây dương Và năm ngoái Thì cũng đã có một lần Cái tàu lặn à, Cái tìm thủy đỉnh hay là cái tàu ngầm yeah. à, Có tên là thần này đó Cũng có, có một chuyến đi như vậy Mà đi lạc tới 2.5 tiếng đồng hồ Anh Thị Tức là khi mà tới nơi rồi đó Họ nói rằng là Ồ oh, Tôi biết cái chỗ này nếu mà đi sâu xuống dưới đó thì sẽ là xác của chiếc tàu Titanic. Yeah. Nhưng mà khi mà họ đi xuống á thì họ không thấy xác tàu đâu hết và cuối cùng họ đi lạc luôn yeah. và mất tới 2.5 tiếng đồng hồ sau đó thì họ mới, mới 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 trở lại được cái cái cuộc hành trình của họ. Cho nên đây không phải là sự cố đầu tiên cho cái công ty này mà ngay từ những phút khởi đầu cái ông chủ tịch lãnh đạo cái công ty này đó đã nói rằng là tôi cũng vẫn e ngại mỗi lần mà có cái tàu mà đi thám hiểm đưa cái tour du lịch như vậy mà trong này có một ông tỷ phú người Anh trong này nữa, đó, 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 đó. cho nên là phải có tên lắm mới dám Mà còn có cái gan nữa mà đi mua một cái tàu ngầm mà đi xuống dưới đây mà chưa hết những người mà người ta phân tích đó thì những cái mảnh vỡ của cái tàu Titanic nằm ở dưới này đó nó rất sắc nhọn và bén mà lỡ mà va vào một cái đó thì cũng gây thiệt hại cho cái vỏ tàu của cái tàu ngầm mà đang đi xuống cò như vậy, cho nên mình cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra bây giờ à, như đây tôi xem lại cái bản đồ mới thấy là mình đã sai trong cái vị trí sáng nay thì ông thuyền trưởng thì ông cái tin tức thì nói rằng chỉ vào khoảng 100 dặm hơn nhưng mà trên thực chất đó là chiếc cái Titanic wreck đó cái nơi mà chiếc tàu nó bị chìm á là 370 dặm hải hải dặm đó tức là đường biển đó à, đây họ cho biết nước 200 mile đó. Từ đây đến đây nó khoảng gần 400 dặm đường. Vâng, một hải lý thì bằng một cây số 2 thì phải, vâng. Thì 370 hải lý tức là 400 dặm đó. Và uh, nó phối hợp giữa lực lượng tuần duyên Canada với Hoa Kỳ, Newfoundland và Boston. Uh, thì uh, như chúng tôi đã thưa đó, có thể là chiếc tiềm uh, thủy đỉnh nó nằm đâu đây thì đỏ nè, nhưng mà mất bao nhiêu tiếng đồng hồ để ra tới đây? thì trực thăng họ đi họ cũng có một thời gian ngắn để ra tới đây rồi về à, tàu chiến của hoa kỳ và lực lượng à, hải quân canada cũng được thực hiện nếu họ xuất hiện gần đây cho nên bây giờ tàu chiến rồi đưa đây nhưng mà vấn đề đó các loại tàu chiến họ chỉ định vị được thôi tức là họ đi tìm hy vọng là có cái um, tín hiệu của chiếc tàu để nó đưa ra còn không thì không được À, và thưa quý vị sau khi cuối cùng thì cái người đó hỏi ông thuyền trưởng đó cái cơ may để cứu được chiếc tàu này là bao nhiêu thì ông nói one percent à... ông nói 1%, trăm ông nói rằng gia đình của nạn nhân nói gia đình của những người này đó nên chuẩn bị các Tìm vấn xấu. đề cần thiết và ừ. những cái những gì cần thiết để à, bởi vì họ thậm chí họ cũng không biết được có việc có thể trục được lên nữa hay không nữa à, à, cái tín hiệu cuối cùng mà cái tàu ngầm Titan mà phát đi đó, người ta nói rằng là đây đó là cái tín hiệu cuối cùng mà họ nhận được là cái vị trí của cái tàu Titan này ừ. nó nằm ngay trên cái sát của tàu Titanic. Oh, wow. Tức là họ đến đúng nơi rồi đó, nhưng mà không biết lý do nào họ bị kẹt ở dưới đó luôn. Và đó là tín hiệu cuối cùng mà bây giờ người ta đang phân tinh phân tích ra tín hiệu đó là cứ mỗi 15 phút nó ping một đúng lần rồi. để cho mọi người biết là cái tàu đang đi đâu ừ. hay là tín hiệu đó là của thủy thủ gửi ra để cấp cứu Thì cũng chưa có biết được yeah. là tín hiệu đó là tín hiệu như thế nào Nhưng ừ. mà, mà họ có là cái tín hiệu cuối cùng mà những người ở trên mặt nước mà nhận được Thì nó nằm ngay vị trí của cái tàu Titanic Chúng tôi uh, trở lại và một tin không vui cho ngành xa hơi Mỹ Do hãng Ford công bố vào sáng nay Mời quý vị cùng theo dõi Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070. Happy Too chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889 sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Bánh Classic Burger của McDonald's nóng, đậm đà và ngon hơn bao giờ hết tại tiệm McDonald's có tham gia và gần chỗ của bạn. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đề bù thỏa đáng 714 Nguyễn Trường Hoàng Trầm Thủy chào lại với tất cả quý khán giả. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Vào sáng ngày hôm nay, ông tổng giám đốc của công ty xe hơi Ford Hoa Kỳ tuyên bố tổng động viên toàn lực All hands on deck. <laughs> Họ dùng cái chữ đó, cái thuật ngữ là tổng động viên. Bây giờ báo động tới nơi rồi. Báo động chuyện gì? Ông nói, ngay bây giờ nước Mỹ này, à, hệ thống sản xuất xe điện không cạnh tranh nổi với Trung Quốc vào thời điểm này. Wow. Ông nói như thế này, ông nói xe điện đó, Trung Quốc trong suốt 10 năm qua đó, họ đã bỏ thời gian nghiên cứu, thậm chí họ đi trước, họ đi cùng với thời Tesla luôn. Nhưng mà bởi vì mất một thời gian để phát triển, cho đến khi họ toàn hảo được các kỹ thuật. Nó khác với xe xăng, quý vị hả? Xe điện, xe xăng thì Trung Quốc không phát triển được bởi vì rất nhiều cái pattern, nhãn hiệu cầu trứng hoặc là um, sản phẩm sở hữu trí tuệ đó cho nên Trung Quốc vẫn phải mượn vào uh, quốc tế nhưng mà riêng với xe điện đó, họ có thể chế những cái motor họ có thể chế bình điện uh, và cái kỹ thuật về lithium battery từ xưa tới giờ Trung Quốc đã được hưởng được uh, những uh, các hãng nước ngoài họ đò đó đầu tư và họ nghiên cứu và họ tự tạo ra được những cái máy để chế tạo xe EV xe điện cho nên ông tổng giám đốc Ford này ông nói ngay trong thời điểm này. Tuy nhiên ông đưa ra khoảng 50% lạc quan ông nói rằng nhưng mà cái tình hình đó cũng sẽ thay đổi. Ông nói xe Trung Quốc bây giờ đó sản xuất rất nhanh, rất nhiều, đẹp, giá rẻ. Cái độ mền thì ông không nói. Nhưng mà với điều với cái tình trạng như thế này đó, ngay bây giờ thì Made in China EV chưa có mặt ở Hoa Kỳ. Nhưng ông nói điều đó sẽ thay đổi. Một khi họ hoàn chỉnh được vấn đề an toàn, đáp ứng được với những tiêu chuẩn an toàn của Hoa Kỳ này, thì Hoa Kỳ không thể ngăn cản xe Trung Quốc vào Mỹ được. Và bây giờ chúng ta lên trên Amazon, thực sự quý vị mua cái gì đó cũng Made in China hết hầu như chín mươi mấy phần trăm Nguyễn Trường ha. Cho nên từ cái máy móc nhỏ cho đến cái bộ phận lớn, à, thậm chí quý vị mua những cái um, xe à, cắt cỏ hoặc là máy cày cũng mất China quý vị cũng mua được nữa. Thì à, thì ông tổng giám đốc Ford nói này trong tương lai trong tương lai gần có thể là sang năm 2025. một khi Trung Quốc đã hoàn chỉnh rồi và người ta nói rằng trong cái đợt mà triển lãm xe hơi ở Thượng Hải vừa qua đó phải nói rằng những người đến xem xe đó họ phải trầm trồ những cái xe của trung quốc bởi vì giá rẻ xe đẹp độ bền thì mình không nói nhưng mà họ nói rằng nếu những cái chiếc xe này đúng tiêu chuẩn mà sang mỹ đó thì có thể thay đổi cái quan điểm của người mỹ và đến lúc đó nếu chúng ta tức là hãng mỹ tesla ford gm mà không chuẩn bị thì chúng ta chết chúng ta sẽ không cạnh tranh được à, thưa quý vị ngay bây giờ đó ông Ford cũng rất là quan tâm bởi vì nếu hệ thống xe điện ở Mỹ này mà không tạo được những chiếc xe vừa túi tiền để có thể cạnh tranh được với xe Trung Quốc bởi vì Trung Quốc chưa cần phải bán ở Mỹ vào thời điểm này Trung Quốc tuyên bố năm nay đó họ sẽ sản xuất 1 triệu 300 ngàn chiếc xe EV và bán ở Trung Quốc bán ở Trung Quốc bán ừ. ở nước ngoài có thể oh. Việt Nam, có thể Iran, có thể Afghanistan. Bởi vì những quốc gia ra ngoài đó đó, họ rất là dễ dàng với các quy định. Và người dân đó họ nói rằng, ô nếu mà mua xe Mỹ với giá dụ 60 000 100 000 Bởi vì Nguyễn Trường biết là xe Mỹ mà bán ra ở các quốc gia này rất là đắt. Tiền thuế nhập cảng đủ hết. Mà Trung Quốc hiện nay đó, từ Phi Châu đến, Chu, đến Châu Á và vùng Nam Mỹ nữa, họ đã có những cái hợp đồng với các chính phủ này rồi họ đầu tư và họ tìm cách họ thông qua được những cái quy định dễ dàng để bán được xe thì xe Ford xe GM và kể cả Tesla với cái giá cả trăm ngàn một chiếc như vậy đó là khó lòng mà cạnh tranh với Trung Quốc được cho nên đó là cái cái lời báo động ngày hôm nay à, họ nói rằng quý vị cứ chờ đi từ từ họ nói rằng xe Trung Quốc sẽ xuất hiện ở Mỹ này Việt Nam mà xuất hiện được hỗn hợp gì Trung Quốc mới <laughs> được. Nhưng mà với một chiếc xe made in China và một chiếc xe đậu kế bên made in Japan đi thì oh, chắc tôi lựa made in Japan yeah, quá. Yeah, yeah. À, thì cái cái đó <laughs> là cái mà cái tâm lý hả? Tâm lý người ta người ta vẫn tin tưởng à, Toyota ngày hôm nay tuyên bố họ đã sản xuất thành công bình điện uh, solid state không có cái chất di chuyển hoặc là có chất lỏng gì bên trong tức là bình điện đặc và chỉ cần chạc trong vòng 5-10 phút là xong. Họ đã có kỹ thuật rồi. Thì bên phía Toyota nói rằng bây giờ vấn đề là thời gian trong thời gian tới họ sản xuất đại trà tức là nhiều thật nhiều thôi. Ừ. Thì lúc đó đó xe điện sẽ gắn bằng cái hệ thống lithium um, solid state này chạc rất nhanh và chưa hết chạc nhanh mà chạy với cái độ xa đó bốn năm trăm dặm họ nói trong tương lai đó xe điện chạy chín trăm dặm là cái điều hiện nay đã thành hiện thực rồi vấn đề chính đó là tạo ra được những cái bình điện thôi thôi. Trong khi đó nói về công nghệ một chút xíu thôi ừ. với quý vị thì ngày hôm qua đang trên đường lái xe thì tôi nghe một cái bài viết của một ký giả người về Hoa Kỳ nói về những cái công nghệ hiện tại rất là hiện đại ừ. mà đang dùng trong chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Wow, à. phân tích ra nhiều cái nó hay nghe hay vô cùng luôn. Thí dụ như là nếu như là nói ở Mỹ đi chiếc máy bay chiến đấu uh, F35 là một trong những cái gì một, đó nó rất là hiện đại của Mỹ. Ừ. Thì ở bên Nga chiếc tiêm kích tàng hình uh, <laughs> SU25 27 yeah. gì đó và những nước bạn bè chung quanh đó thì cũng có những cái chiếc gọi là máy bay chiến đấu rất là hiện đại. Thì trên một chiếc máy bay hiện đại đó nó trang bị rất nhiều hệ thống nó gọi là radar mắt Đúng, thần chống tên lửa bắn từ dưới <laughs> đất bắn lên rồi phát ra tín hiệu laser để mà làm lạc đường ừ. những cái những cái tên lửa bắn lên như vậy, wow, rồi, rồi bộ cảm ứng này nọ, đó. ok lắm <laughs> và trong chiếc cái thân của chiếc máy bay đó có những cái hỏa tiễn những cái tên lửa đạn đạo mà được gấp lại cho nó nhỏ gọn khi mà nó phóng ra đó thì nó sẽ bung ra và nó sẽ tiến tới mục tiêu và và những cái tên lửa được dẫn đường đó nữa, wow nghe rất là hay hoặc là vâng những cái hacker mà người nga hay là người ukraine hiện nay đó những người mà nổi tiếng và giỏi đó thì họ hack vào trong cái máy bay không người lái tức là cái um, cái drone đó họ hack vào trong đó thí dụ một chiếc máy bay không người lái xuất phát từ nước nga mà bay tới ukraine đi thì họ khi mà họ sau khi họ hacker họ vô được rồi họ sẽ chuyển đổi cái hướng của nó bay tấn công trở lại ngay cái mục tiêu mà mà vừa mới xuất phát họ làm được như vậy luôn À, thật, thật nhanh đó à, với tin liên quan đến xe EV Trung Quốc thì những người ở Trung Quốc và những người phân tích ra bên ngoài nói cũng không có đơn giản như thế đâu không có dễ dàng để Trung Quốc bán xe được ở Mỹ hoặc các nơi đâu chúng tôi sẽ tiếp tục các bản tin này trong thời sự thế giới kính mời quý vị cùng theo dõi và tạm chia tay với Nguyễn Trường vâng và ngay sau cà phê sáng sẽ là thời sự thế giới à, xin kính chào quý vị chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chuyên và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. Happy to easy, chuyên bán cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing shabu shabu lẩu băng truyền on you can eat 71459153115915311 Natural medic phục độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website cá nướng da giòn.com hoan trọng tôi chào lại với tất cả quý khán thính giả từ cả phái sáng sang thời sự thế giới và như chúng tôi đã thường tiếp tục với các đề tài sẽ tin cập nhật liên quan đến chiếc tìm thủy điện hiện nay họ cố gắng vẫn đi tìm những cái khó khăn như thế nào thế nhưng thị trường tài chính cũng bị ảnh hưởng sau ngày lễ chuyện gì đã xảy ra với tin tức tài chính ngày hôm nay bên cạnh đó thời tiết hôm nay nắng trở lại chưa thảo yên nhà dạ, vâng thưa quý vị và thưa anh à, xin lỗi quý vị cái màn hình của em cái cái trang thời tiết nó không biết bị cái gì mở không được à, cho nên là lấy tạm cái hình đó thôi <cười> <cười> hôm nay đó thì nắng lên đẹp rồi thưa quý vị buổi trưa ở Westminster, Garden Road có thể lên được 77, 78 độ nói chung trời nắng ấm đi dần về phía Riverside đó thì hôm nay có thể 79, 80 độ và ngày mai thì cái nhiệt độ nó vẫn khoảng là 77, 78 nhưng mà qua đến thứ năm thứ sáu thì thấy là nhiệt độ hơi giảm nhẹ xuống còn khoảng 72 cho đến 74 thôi. Nói chung mấy ngày cuối tuần đó là mát mát nhưng bắt đầu từ tuần tới là quý vị thấy là nhiệt độ vào hè rồi cho nên là cái cái chuyện mà hơi âm u nó cũng hết rồi cho nên bắt đầu từ tuần tới đó là nhiệt độ trung bình là vào khoảng 76 có những ngày sẽ lên 80 độ từ tuần tới thưa quý vị. Cũng, Little Sài Gòn có tin vui là đã có rất nhiều khán giả ở thành phố Houston và các vùng Lân cận xem được chương trình của Little Sài Gòn TV ở tại Texas và đây là hình ảnh của một cư dân à, dùng cái quạt thổi vào mặt bởi vì cho đến giờ phút này cũng khoảng 85 tới 100 ngàn cư dân Texas tối hôm qua quý vị tưởng tượng nóng như vậy Mặc dù tối hôm qua nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 80-85 độ vào ban đêm. Nhưng mà đứng ở ngoài thực sự nó có thể lên tới 100 độ vì độ ẩm. Một cái heat wave và một cái vòm cầu của nắng nóng nó bao phủ Texas, Louisiana vân vân Và tin tức vào sáng ngày hôm nay cho biết đã tình trạng cũng chưa được thuyên giảm hơn. À, đợt nắng nóng vẫn tiếp tục và các khuyến cáo đối với người dân vẫn tiếp tục trong khi đó vẫn còn cả hàng chục ngàn người mất điện điều này đã gây ảnh hưởng đối với uy tín của ông thống đốc texas và kể cả hãng điện nữa bởi vì trước đó họ đã hứa hẹn là sẽ hỗ trợ để bảo đảm được cái nguồn điện cung cấp cho các vùng À, thứ nhất đó là texas cũng vừa trải qua thiên tai thưa quý vị cái số người chết số người bị thương đồng thời đó số người mà mất nhà cửa bây giờ họ phải sống tạm bỡ thì bây giờ lại xảy đến cái tình trạng mà heat wave này nữa cho nên à, hoàn cảnh rất là khó khăn trong khi à, nhiệt độ nắng nóng à, nhiều người đó họ phải à, sử dụng đi mua nước đá vân vân đắp lên người đại loại là như thế tối ngủ cũng thế đó không thể nào mà ngủ với cái tình trạng như thế nữa nếu mà không có um, máy điều hòa cũng như quạt vân vân và kể cả nước đá thưa quý vị trong cái đó tình hình tài chính vào sáng nay diễn biến như thế nào Dow Jones rớt 290 điểm sau một ngày nghỉ June vào ngày hôm qua Nasdaq xuống 89, S&P 500 xuống hơn 30 điểm các mối quan tâm uh, về tình hình kinh tế toàn cầu và gây ảnh hưởng đến lợi nhuận của các công ty, chưa kể là vấn đề lạm phát vẫn còn tăng cao, vân vân. Cái khó khăn ở đây khi mà thị trường chứng khoán giảm đó là họ quan tâm về làm ăn của các công ty Mỹ. Công trái phiếu 10 năm là 3,7 xuống 0,5. Điều này có nghĩa là giới đầu tư vẫn tiếp tục đổ xô đi mua công trái phiếu để làm nơi an toàn. 5 năm là 3,9 và hai năm vẫn là ở mức rất cao, tuần rồi là 4,7, bây giờ là 4,67. À dầu hôm nay xuống 2 đồng cũng giảm một à, giảm bớt mối quan tâm của giới đầu tư, à, khi mà giá dầu tăng cũng sẽ gây ảnh hưởng đến lạm phát. Dầu à, hôm nay xuống lại quý vị còn nhớ tuần rồi đó, dầu có lúc lên 73, 74 đồng, hôm nay còn gần 70 đồng mà thôi. Vàng xuống tới gần 26 đồng một troy ounce. 1946 .50 đồng 50 sen. Và thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay thì tin mới nhận được từ phía hồ sơ mà nộp lên cho tòa từ phía Delaware đó thưa quý vị trong cái cuộc điều tra của bộ tư pháp liên quan đến cái chuyện là ông Hunter Biden à, thứ nhất cái cuộc điều tra kéo dài suốt 5 năm mà hai ba cái cuộc điều tra khác nhau à, về cái chuyện là ông trốn thuế rồi không khai báo đúng khi mà ông à, giống như là vận động hành lang à, cho các chính phủ nước ngoài à, rồi à, nhận những cái số tiền đó rồi ông rửa tiền vân vân thì bất ngờ cái cuộc điều tra này à, có thể nói là hôm nay đã chính thức kết thúc khi mà bộ tư pháp à, truy tố ông hai cái tội xem ra rất là nhẹ so với những gì mà à, bộ tư pháp họ nói là họ đang điều tra FBI điều tra trong suốt 5 năm qua đó là thứ nhất à, ông chỉ bị hai cái tội nhẹ là trả thuế chậm và một cái tội nữa là khai mang với cơ quan liên bang về cái chuyện sở hữu súng thì thứ nhất hai cái tội mà trả thuế chậm đó là vào khoảng năm 2017 cho đến 2018 thì bây giờ theo như báo chí họ tìm hiểu được thì ông lúc đó đó là thứ nhất các ngân hàng của ông rồi người khai thuế cho ông tổ hợp luật sư liên tục nói ông là ông phải trả một cái số tiền thuế khoảng đâu 450.000 Mỹ Kim nhưng mà khi đó đó bây giờ luật sư đại diện cho cái vụ kiện này của ông đó thì nói là cái khoảng thời gian đó ông đang gặp cái 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 sự khó khăn trong cuộc sống à, nghiện ngập rồi à, giống như là không có việc làm vân vân bất chấp cái chuyện mà trong khoảng thời gian đó thật sự là ông vẫn nhận tiền từ các chính phủ nước ngoài nhưng mà tiền đi vào nhà bang đó rồi lại đi ra rất là lẹ cho nên bây giờ không biết là những cái tiền đó ở đâu mà ông lại à, theo như luật sư ông lại giống như là Quá khó khăn không thể à, chi trả được Cái số tiền đó dẫn đến cái chuyện mà Ông cứ chưa có trả thuế Và bị điều tra mãi cho đến bây giờ Thì à, bây giờ đó Theo như cái thỏa thuận mà ông sẽ nhận tội Là ông chấp nhận, ông nhận cái tội là Ông trả thuế trễ Thì phải trả 450.000 tiền thuế đó Cộng với tiền phạt Tính từ năm 2017 cho đến bây giờ Bên cạnh đó Thì cái chuyện mà ông khai mang Khi mà à, làm hồ sơ xin mua súng, à, cái cái chuyện này nó cũng uh, khá, khá là bất ngờ đó là vào tháng 10 năm 2018 đó khi đó uh, cô người yêu của ông mà vốn là chị, uh, chị dâu cũ uh, bà uh, Holly biden thưa quý vị uh, vào cái thời gian này lại trở thành uh, người yêu của ông rồi. À, hai người cãi nhau cái chuyện gì không biết, bà mới lấy cái cây súng của ổng, à, bà quăng vào thùng rác, thì không biết làm sao cuối cùng cái cây súng đó lại nằm ở trong tay cơ quan điều tra, à, thì họ điều tra khi đó ông mua đó là hợp pháp, nhưng mà lúc mà nộp làm đơn xin mua súng đó thì có một cái câu hỏi của cơ quan liên bang là khi mà làm cái hồ sơ xin mua vũ khí này bạn có đang nghiện ngập hay là đang sử dụng chất kích thích bất hợp pháp hay không thì ông đã ghi vào đó là không nhưng mà theo luật pháp là nếu như một người đang nghiện ngập đang liên quan đến bất cái chuyện gì mà à, dùng rớt thì không được quyền làm, à, nộp hồ sơ xin mua súng và ông lúc đó thì từ năm 2015 ông đã nghiện ngập hạng nặng và khi mà cái ngày mà cái thời gian mà ông làm đơn đó là vào khoảng tháng 7, tháng 8 à, năm 2018 ông vẫn nghiện mà nghiện hạng nặng nữa cho nên là thông qua cái đơn đó cho thấy là ông đã khai man là đã vi phạm một cái luật của liên bang thì bây giờ chỉ là khai man để mà sở hữu vũ khí thôi cộng với hai cái tội trả trễ thì có thể thấy là à, ông hai tội trả trễ thuế ông đồng ý nộp tiền rồi cái tội mà sở hữu súng đó theo đó ông chấp nhận ông sẽ vào một số những cái giống như là chương trình chắc cai nghiện hay là đi học mấy cái lớp gì đó nói chung là không hề ở tù gì hết cho ba cái tội rất là nhỏ này và chúng ta cũng thấy là cái thỏa thuận nhận tội này đó đến không thể nào mà đúng lúc hơn khi mà năm tới à, ông biden vua cha sẽ ra ứng cử thì cái chuyện này cho thấy được là phía chính quyền ông biden không muốn vì cái vụ này sẽ bị đối thủ các Đảng Cộng hòa vào năm tới họ có cái chuyện mà họ chọc máy về tội của ông con. Đúng vậy. Chúng tôi tiếp tục với phần tin tức ngay sau phần quảng cáo mà quý vị theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam và -7 866. Happy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ và Blazing Shabu Shabu, lẩu băng truyền on You Can Eat -591 -5311, 591 -5311. Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website cá nướng da giòn.com thảo yêu hoan trong thủy trở lại với tất cả quý khán tác giả cảm ơn quý vị rất nhiều đã chọn cà phê sáng News Sài Gòn trong phần tin tức cà phê sáng ngày hôm nay chúng tôi đề cập đến chuyện mà ông tổng giám đốc hãng Ford đưa ra một báo động và ông nói hiện nay riêng với công ty Ford đã tổng toàn lực để điều nghiên cứu gia tăng thêm được cái tiến trình sản xuất xe điện À, và trong bản tin đó chúng tôi đề cập đó ông mối quan tâm của hãng xe Ford, GM và Tesla bởi vì cái kỹ thuật của phía Trung Quốc đang phát triển tốt và chưa kể đó họ đang hoàn thiện và trong năm nay dự trù sẽ xuất cảng không phải bán trong nước thưa quý vị họ sẽ xuất cảng tới 1 triệu 300 ngàn chiếc không phải bán ở Mỹ này nhưng bán ở các quốc gia mà các hãng xe hơi Mỹ trong đó kể cả Tesla cạnh tranh nữa thì cho nên ông nói rằng cái chuyện báo động đó ông nói bây giờ thì chưa thấy xe made in China bán ở Mỹ này nhưng mà ông nói chuyện đó một sớm một chiều rồi cũng sẽ có, có thể là sang năm có thể 2025 2026 mà đến lúc đó đó là Hoa Kỳ sẽ gặp phải cái sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn. À, tuy nhiên cũng trong cùng thời điểm đó thì những cái phóng sự của những phân tích ra những người theo dõi tình hình của Trung Quốc hàng ngày đó, họ nói Thôi đừng có lo bởi vì những tuyên bố của phía Trung Quốc giờ đây đó đã hoàn thiện và sản xuất hàng loạt xe điện đó là toàn là chuyện lừa đảo mà thôi. Bằng chứng điển hình, những người này họ đưa ra những tấm ảnh. Họ nói, đây là những nghĩa địa xe điện của trung quốc trung quốc sản xuất xe điện hàng loạt rồi xây dựng nhà ở hàng loạt nhưng mà cuối cùng không bán được và họ nói rằng đây là những chiếc xe điện còn mới tinh mới vừa xuất xưởng nhưng vì bán không được à, họ nói rằng có thể là do trong những năm đại dịch cho nên những chiếc xe này đã sản xuất vào thời điểm đó vì đại dịch không ai mua hết hoặc là vì sản xuất nhiều quá mà bán không được, xuất cảng không được ra nước ngoài vì các tiêu chuẩn yếu kém. Cho nên và nếu mà nhìn vào những chiếc xe điện này đó thì quý vị thấy là những đây chỉ là những cái loại xe nhỏ có thể chạy ở trong các đường nhỏ ở phía Trung Quốc hoặc là ở những cái quốc gia nghèo mà thôi. Cho nên nỗ lực của Trung Quốc bán những chiếc xe điện này ra các quốc gia khác thì có nhưng mà chắc có lẽ còn lâu lắm mới đến được nước Mỹ này và cái chuyện đó đối với các phân tích gia đó thì Hoa Kỳ cũng không nên quá lo âu về cái tình trạng mà cạnh tranh với xe điện. Tuy nhiên không biết được thưa quý vị, bởi vì đây là tuyên bố của tổng giám đốc công ty Ford. Ông đã nhìn thấy À, và đã từng theo dõi các hội trợ triển lãm xe hơi của trung quốc thì ông nói rằng ngoài những cái chiếc xe này đó trung quốc hiện nay đang sản xuất những chiếc xe đẹp không khác gì tesla các xe mỹ à, chưa kể là vấn đề chính đó. một khi mà thông qua được các quy định về an toàn của hoa kỳ này thì tương tự như xe vinfast thôi bây giờ à, vinfast đã có mặt ở à, mỹ này thì xe của Trung Quốc rồi uh, sớm muộn gì thì cũng sẽ có mặt. vấn đề chính là người Mỹ, người Việt Nam sẵn sàng mua xe made in China hay không. Đó mới là vấn đề. Và thưa quý vị, um cái tin tức về cái tàu lặn Titan mà chở theo 5 người hiện nay vẫn đang bị mất tích đó thì bây giờ đã có thêm một số những cái tin cập nhật thì đầu tiên thưa quý vị xin được kể lại tường tận đó là cái tàu lặn tên là Titan này do cái công ty có cái tên là Ocean Gate họ operate và giống như là mà mỗi một cứ sáu tháng hoặc một năm họ mở một cái chuyến hải trình đi lặn xuống những cái vùng biển mà giống như là rất là sâu cả một ngàn hơn một ngàn phía ở dưới mặt biển thì cái lần này đó họ muốn đi đến cái khu vực mà có cái xác của cái tàu titanic thưa quý vị cách nó nằm ở cái quần đảo Newfoundland của Canada Thì cách bờ đó chỉ có khoảng đâu uh, 370 dặm mà thôi Nhưng mà ở dưới cái độ sâu Là 12.500 feet Thưa quý vị uh, Thì uh, hôm... Uh, chủ nhật đó ngày 18 là sáng sớm cái tàu Titan này được cái tàu mẹ đó à, chở ra cái khu biển à, rồi bắt đầu cái tàu Titan này họ mới lặn xuống thì đây là cái tấm ảnh cuối cùng khi mà cái 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 công ty này họ chụp năm người ở trên đó thưa quý vị thì nhưng mà khi mà lặn xuống rồi đó mà cứ chắc mỗi 15 phút hay sao đó là cái tàu Titan này sẽ giống như là communicate với tàu mẹ đậu phát ở trên. Tiếng hiệu, dạ vân phát tín hiệu. Nói chuyện với Đúng rồi được lúc chứ. lúc nào cũng phải nói chuyện. Nhưng yeah. mà à, bây giờ đó theo Coast Guard thì sau khi mà lặn xuống khoảng một tiếng 45 phút, nghĩa là lúc đó chắc cái tàu này đã xuống dưới đúng được cái chỗ mà có cái xác của tàu Titanic rồi thì tự dưng bắt đầu mất tín hiệu luôn. À, tàu mẹ ở trên không có communicate được nữa mà lúc đó cũng không biết là cái tàu Titan này bây giờ giống như là nằm ở cái vị trí nào tại hoàn toàn mất tín hiệu trên radar của tàu mẹ. Thì à phía Coast Guard đó, họ nói rằng à, cái người chủ của công ty Ocean Gate này cho biết là cái tàu Titan này đó à, được à trang bị cái lượng dưỡng khí cho 5 người ở bên trong đó là được 96 tiếng đồng hồ liên tục à, và nhưng mà đến khi mà Coast Guard với lại báo chí mà họ lên cái tin tức này đó và tính cho đến giờ phút này luôn thì cái lượng dưỡng khí bên trong con tàu còn lại có khoảng 60 tiếng thôi thưa quý vị. Ừ. À, nhưng mà phía à, những cái người chuyên gia mà, mà, mà hiểu biết về cái loại tàu này đó thì họ nói à, nếu như mà những người bên trong mà họ hoảng loạn, họ la hét, họ gào khóc thì sẽ tốn dưỡng khí đúng nhiều rồi. hơn, nó sẽ hút họ dưỡng phải khí nằm đúng rồi. không làm gì hết Đúng đó. rồi. Dạ, vâng. Nhưng mà là mà vấn đề ăn uống này nọ sao? Dạ vâng, thì Chết tại vì luôn. cái chuyến hải hành này đó là cái công ty này họ dự tính là đến 8 ngày lận cho nên là yeah. chắc cũng có một số đồ ăn ở đây nhưng mà sẽ không có quá được trên 8 ngày và bây giờ đó, theo như ông Admiral John Mauger là cái người mà phụ trách cho cái chiến dịch mà tìm kiếm cái tàu này đó thì ông nói là à, thứ nhất US Coast Guard phải phối hợp với lại US của Canada và một số những cái công ty chuyên về lặn ở độ sâu tư nhân để mà tìm kiếm cái tàu này bởi vì tại vì phải uh, mướn một cái tàu tư nhân ra đúng đây đúng rồi nữa hả? vâng thưa quý vị tại vì nằm ở độ cao mà, mà độ sâu mà mấy chục ngàn feet như vậy đó, US Coast Guard họ không có lặn xuống dưới đó được mà phải là những cái loại tàu ngầm giống như Titan này của các đúng công ty tư nhân thì họ mới lặn xuống được và chúng tôi sẽ tiếp tục phần tin tức này kính mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Blazing shabu shabu lẩu băng truyền on you can eat 71459153115915311. Natural medic phục độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 7149899911 hay vào website cá nướng da giòn.com Vâng thưa quý vị, lúc nãy thì chúng tôi đang gửi đến cái tin tức về cái tàu lặn Titan của công ty Ocean Gate. Thì như lúc nãy chúng tôi nói đó thưa quý vị, bây giờ cái chuyện mà Coast Guard họ đang lo sợ nhất và họ cũng đang gặp khó khăn rất là nhiều. Tại vì thứ nhất Coast Guard đó thường là họ giải cứu những cái tàu ở trên mặt biển rồi thôi. Ừ. Hoặc là những cái người mà divers mà có kinh nghiệm của Coast Guard cũng lặn giống như là ở mức bình thường thôi chứ không thể nào mà lặn xuống cái độ sâu mà 12 2.500 phí như là cái tàu thai tinh hiện nay hơn à, hai dặm á. Vâng, thưa hai quý vị. dặm đường biển. Hai dặm đường biển. Thì bây giờ đó Coast Guard họ cũng nói là họ đang phối hợp với lại Coast Guard của Canada rồi hai ba cái công ty tư nhân mà chuyên về lặn sâu ở dưới biển đây là cái 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 cái, cái bản đồ mà vị trí <laughs> mà Coast Guard của hai quốc gia họ đang tìm thưa quý vị. Thì họ nói là họ đang tìm cái nơi mà cách mà sẽ chu khoảng uh, 900 hải lý tại vì cái tàu mẹ đó thì họ à, đậu ở đây, họ xuất phát từ Newfoundland là đó thưa à, quý vị. Thì họ đi Canada, ra tới đây. Dạ tới đúng rồi. 400 dặm. Đúng rồi. Thì uh, bây giờ đó uh, phía uh, Coast Guard họ lo sợ đó là thứ nhất cái tàu Titan này đó Đã xuống đúng cái độ sâu mà Nó cần là 12.500 feet Nhưng mà rồi bây giờ đó Bị một cái chuyện gì đó Không thể trồi lên được Mà máy móc bị tắt Tại vì phía Coast Guard của Canada đó Họ đã dùng những cái trực thăng Mà họ nói là cái loại mà đặc biệt bắn ra những cái sóng sonic đó thưa quý vị bắn xuống dưới để mà tìm thì thường đó là đi mà tìm cái độ sâu như vậy thì thường những cái con tàu nó ở dưới biển nó sẽ bắn ra những cái tiếng động cái, cái máy bay của phía uh, máy bay chuyên dụng của canada đó họ đi nghe những cái tiếng động từ dưới biển phát lên thì nhờ đó họ sẽ có thể giống như là xác định được một cái vùng biển thì khi mà tàu lặn xuống đó thì dễ dàng tìm kiếm hơn nhưng mà sáng ngày hôm nay phía coast guard của canada nói là những cái trực thăng chuyên dụng này họ đã tìm từ hôm chủ nhật họ bắn sóng xuống mà không nghe được bất kỳ cái tiếng động nào từ phía cái khu vực này phát ra cả cho nên bây giờ phía coast guard của hai quốc gia họ rất là lo ngại là có thể là cái tàu titan này nó bị một cái lý do nào đó tất cả điện đóm engine đã tắt ngắm hết rồi cho nên là không có phát ra tiếng động thì nếu mà như vậy với cái vùng biển mà rộng như vậy độ sâu như vậy thì bây giờ họ cũng không có xác định được là ở đâu để mà những cái tàu ngầm tư nhân có thể lặn xuống mà tìm. À, thì à, bây giờ đó thưa quý vị, cái khi mà à, cái chuyện này nó xảy ra thì nó cũng gây ra một cái mối lo ngại à, từ phía Coast Guard và chính phủ đó là cái à, cái ngành du lịch mà mạo hiểm lặn sâu dưới biển đó đang phát triển quá nhanh và quá rộng mà bây giờ thứ nhất là cái à, giống như là những cái quy định của chính phủ Hoa Kỳ rồi kể cả cái à, giống như là technology của coast guard đó, nó chưa có giống như là update kịp với lại cái 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 technology của các công ty tư nhân này cho nên ngay khi cái chuyện này xảy ra thì phía coast guard họ rất là lúng túng và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã cập nhật được hình ảnh của năm người hiện nay đang ở bên trong cái tàu titan thưa quý vị thứ nhất đó là ông tỷ phú người anh quốc Hamish Harden à, ông này đó là năm nay 58 tuổi và ông đã từng bỏ tiền đi lên cái cái chuyến bay mà của Blue Origin bay ra bên ngoài à, vũ trụ đó thưa quý vị. Ông rất là đam mê thám hiểm à, về không gian và bây giờ thì ông muốn đi xuống ở dưới biển và kế tiếp nữa đó là hai cha con người à, tỷ phú Pakistan thưa quý vị. À, ông cha à, tên là Shazada Dawood và người sinh là Suleiman Dawood à, hai người này là tỷ phú uh, làm chuyên về làm ăn ở Pakistan và người uh, thứ tư là ông uh, người gốc uh, Ireland thưa quý vị à, không phải ông này đây Paul Henry Nigelet, 77 tuổi à, Ông là một người chuyên về lặn Họ gọi là deep diver ừ. Mà rất là kỳ cựu Năm nay ông 77 tuổi Và đặc biệt ông Paul Henry này đó Vào năm 1987 Là người mà thực hiện cái chuyến uh, hải, hải, hải trình đi tìm cái xác tàu Titanic đầu tiên đó thưa quý vị cho nên giống như là ông uh, được cái nickname là Mr. Titanic luôn cái chuyến đó là cái uh, đội của ông đã tìm ra được cái nơi xác tàu đắm của Titanic uh, và người uh, cuối cùng đó là cái người mà lái cái chiếc uh, tàu ngầm Titan và cũng là ông chủ của cái công ty Ocean Gate này uh, ông Stockton Rush thưa quý vị đến giờ phút này thảo yên ha và thưa quý cái tính giả cái chữ titanic hay ha bởi vì từ khi mà ông đạo diễn james cameron ông cũng là người đã bỏ biết bao nhiêu tiền ra để có chiếc tàu đưa ông xuống ông là người đã từng xuống đó ông đi thám hiểm và quay bao nhiêu đoạn phim dùng những phim tài liệu đó cho cuốn phim titanic và vì vậy khi mà xuống tới đây rồi đó không ai có thể có kinh nghiệm nhiều hơn là đạo diễn James Cameron và đây là các hình ảnh của những nạn nhân trên chiếc tàu này Titanic vẫn tiếp tục là một điểm mà những người triệu phú những người tỷ phú vẫn muốn mặc dù xem cuốn phim rồi nhưng mà chính mắt của họ phải nhìn thấy mà thưa quý vị trong vòng 8 ngày đó đó đâu chỉ có lặn xuống một lần đâu lặn xuống Tại vì cái tàu nó rất lớn Họ muốn xem toàn bộ các địa điểm Từ Bắc Chí Nam Từ mỗi tàu cho đến đuôi tàu Và hai bên thân tàu Chưa kể đó là thậm chí có thể Giống như là trên hình ảnh của phim Titanic đó Là chiếc tàu này có thể vào đó Để mà cho những người du khách này Xem được ở bên trong Titanic Có một cái chỗ có thể đi xuống được thì chưa biết được chiếc tàu này đã xuống tới nơi Theo bản tin sáng nay chúng tôi ghi nhận được Là cái điểm cuối cùng Là họ đã xác định Chiếc tàu này Đã tới địa, địa điểm rồi Đáp xuống Chiếc tàu Titanic bên dưới rồi Thì không biết Vướng hay như thế nào đó Mà có thể cánh quạt Của cái chiếc Submarine này nó bị hư Và từ đó Hệ thống điện bị chạm và không gửi được tín hiệu phải mất điện hoàn toàn nhưng một cái điều vấn đề chính là cái hệ thống mà dự trữ điện nó phải có để nếu trong trường hợp tai nạn xảy ra vẫn phát đi tín hiệu được như thường đằng này tại sao lại không có cái pin đó luôn thì đây là một cái vấn đề à, hai tỷ phú và người con trai của người tỷ phú đó hiện nay và cái cái khả năng mà cứu được những người này lên đến giờ phút này vào khoảng 1%. Như trong bản tin nói rằng, à, lực lượng tuần duyên của Canada và Hoa Kỳ cho dù có phối hợp, họ cũng không làm được gì hết. Tìm thủy đỉnh chiến sự, à, quân sự của Hoa Kỳ đó, có thể lặn sâu, có thể di chuyển hàng tháng trời dưới đáy biển, không sao hết. Nhưng mà đó là chuyện quân sự khác với cái chuyện du lịch không thể nào sử dụng quân sự để cứu đi các tàu du lịch này lực lượng tuần duyên quá tàu riêng bây giờ họ phải thuê mướn công ty nội cái chuyện mà hợp đồng ai đứng ra để trả tiền lẽ đương nhiên gia đình nói bây giờ bao nhiêu tiền chúng tôi cũng trả hết thì đó là cái chuyện bỏ qua một bên nhưng mà rồi những cái chức công ty nào được uy tín như thế nào và liệu rằng họ có thể đưa những cái tìm thủy đỉnh này xuống an toàn đủ rồi chưa kể phải có những cái cánh tay móc choàng, cái cable này rồi phải có cái cable và từ đó kéo lên một cách an toàn nếu mà không rủi ro đang kéo lên nửa chừng nó rớt xuống trở lại nữa thì vô cùng phiền uh, hà cho uh, những người bên trong nhưng mà cái cơ may cứu thì vô cùng khó khăn uh, Tiếp tục với các bản tin đáng chú ý, Trung Quốc một lần nữa lại đưa ra các mối quan tâm cho chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau bản quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp Chinh và Kim thư chơi nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 Cơ hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866 Happy 2Easy chuyên bán nệm con su cứng chống đậu lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714-487-7889 Blazing Shabu Shabu lẩu băng truyền on you can eat 714-591-5311, 591-5311 Nature Medic Phu độc quyền kết hợp với AHCC góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Quán cá trên lầu chợ Sài Gòn 714-989-9911 hay vào website cá nướng da giòn com Tiếp tục với thời sự thế giới, ngày hôm qua ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken trở về à, sau khi đã được ông Tập Cận Bình bắt tay niềm nở chào đón À, mặc dù ông đến Bắc Kinh mà trước đó nhằm mục tiêu đó giải tỏa những cái sự lạnh lẽo về ngoại giao căng thẳng ngoại giao trong thời gian qua giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc à, thì bên phía tòa bạch ốc ông Biden đã khen ngợi ông Blinken nói rằng đã ông Blinken đã đạt được một điểm mà phía Hoa Kỳ hiện nay cũng muốn thực hiện à, bắt tay trở lại với Trung Quốc và thậm chí sau khi ông Blinken trở về đó thì bên phía uh, Hoa Kỳ tuyên bố ông Biden tuyên bố vấn đề khinh khí cầu quả bóng bay dọ thám của Trung Quốc nên để qua một bên bởi vì uh, Hoa Kỳ sẽ không tiếp tục điều tra rồi uh, đẩy đi đào sâu thêm để làm thêm căng thẳng nữa uh, sau khi được phía Trung Quốc và thậm chí ông Tập cận bình đón tiếp nhà ngoại giao của mình thì bên phía Trung Quốc rõ ràng muốn cho Hoa Kỳ thấy à, cái thiện chí của họ là thực sự tuyên bố của Bộ ngoại giao Trung Quốc trước đó là chúng tôi muốn mở lại cái kênh liên lạc giữa hai bên để giải quyết những bất đồng và họ muốn là phía Hoa Kỳ cũng sẵn lòng để đi đến bàn đàm phán tiếp nối với những gì đã bị phá vỡ. 5 năm trước sau khi Hoa Kỳ và Trung Quốc đã có thỏa thuận với nhau nhưng mà ông Trump lên thì lại cắt hết cho các thỏa thuận đó thậm chí còn gia tăng thuế đến thời ông Biden đến giờ phút này những gì mà ông Trump làm phía Biden chưa giải tỏa được mà còn xảy ra cái vụ mà bong bóng bay thì thưa quý vị cái tin tức có thể nói là quan một phần mặc dù chưa có gì hết nhưng mà ít nhất đó là bên phía Hoa Kỳ sẵn lòng để đến bắc kinh nói chuyện với phía trung quốc bởi vì sao tiềm ẩn là phía hoa kỳ cũng muốn trung quốc giãn ra đừng tiếp tục hỗ trợ cho nga nữa để mà giải quyết cái cuộc chiến ukraine càng sớm càng tốt bởi vì kéo dài hoa kỳ châu âu nato cũng rất là mệt mỏi và chưa kể đó thế giới cũng mệt mỏi vì chiến tranh này trong đó kể cả trung quốc nữa trung quốc cũng nhận biết điều đó nhưng mà họ vẫn muốn Hoa Kỳ phải có hành động trước. Thì cái chuyện đó vừa mới xong một ngày, thì ngày hôm nay tin tức lại đưa ra bên phía Tòa Bạch Ốc Sáng này từ chối bình luận. Sau khi bên phía tờ Wall Street Journal đưa ra một bản tin cho thấy là Trung Quốc đã đạt được sự đồng thuận với Cuba cho phép binh sĩ Trung Quốc được tập luyện trên đảo quốc này. Thì thưa quý vị, từ Cuba cách Miami chỉ mới chỉ có 90 dặm thôi. Và nếu mà Cuba để cho Trung Quốc đặt căn cứ quân sự, bên đầu tiên đó là có sự hiện diện của binh sĩ tập luyện trên đảo này thôi. Thì mục tiêu của Trung Quốc rõ ràng là muốn đưa ra một tín hiệu đe dọa Hoa Kỳ. Nói rằng chúng tôi phối hợp với Cuba. Thứ nhất bảo vệ Cuba khỏi sự tấn công nếu có của phía Hoa Kỳ nhưng mà quan trọng hơn cả đó là đạt được sự đồng thuận với Cuba hai quốc gia cộng sản mà để nghĩa là có một cái mũi dùi mặc dù ngay bây giờ thì không làm gì nhưng mà tương lai biết đâu đó xảy ra chiến tranh thì Trung Quốc và Cuba sẵn sàng để đáp ứng với bất cứ những cái mối đe dọa nào của phía Hoa Kỳ vì đó là cái điểm để cho thấy Trung Quốc vẫn âm mưu tìm cách để tạo nên các áp lực đối với phía Mỹ cho đến khi nào mà Hoa Kỳ phải nhường Đài Loan trở lại cho Trung Quốc mà thôi. Và thưa quý vị, phía cảnh sát của Đức hiện nay vẫn đang điều tra một cái vụ án xảy ra vào hôm thứ sáu cho hai du khách Hoa Kỳ, và nhưng mà đáng tiếc là một cô đã chết vì uh, bị đẩy từ cái độ cao 165 feet rớt xuống thôi quý vị. Một cô thì đã sống sót. Thì đây là hai cô gái uh, người ở bên trái đó là Eva Liu 21 tuổi, còn người ở bên phải là Kelsey Chang 22 tuổi. Hai cô vốn là cư dân của Illinois và vừa mới tốt nghiệp đại học. Thì cuối tuần trước đó hai cô mới cùng nhau đi du lịch qua đức thưa quý vị à, hai cô muốn đến thăm cái tòa lâu đài mà nổi tiếng ở bavaria đó thì um, bây giờ đó theo như cái cô sống sót cổ kể là hai cô này đó ở một cái khách sạn cũng gần cái lâu đài này thì vào cái hôm sáng thứ sáu khi mà tại đường cái lên lâu đài đó nó có giống như một, một cái trail thôi quý vị và có cái cây cầu này nè thì hai cô đi lên cái cây cầu này chuẩn bị đi qua cái phía cái lâu đài thì trên đường đi hai cô mới gặp một tên đàn ông À, cái tên này không biết tại sao bây giờ à, báo chí và tại vì luật lệ ở Đức thì họ nói là chưa có ra tòa cho nên họ không công khai danh tính được. À, hai cô này báo chí họ lấy tên ra chỉ nói là một người đàn ông 30 tuổi thì chắc đi cái bắt chuyện. gì như có tên đó, tại vì cái tin này từng rồi. Em tìm không từng anh tìm giùm em. Vâng. Yeah. Thưa quý vị thì à, bây giờ đó cô Kelsey Chang là người sống sót của kể thì chắc trong lúc mà đang đi đó y bắt chuyện và hai cô nhận ra là y cũng ở cùng cái khách sạn với mình và sau đó phát hiện là tên này cũng là công dân hoa kỳ yeah, vâng thì giống như là thấy đồng hương ở một cái đất nước xa lạ và tên này đó giống như là niềm nở rồi nói với hai cô là sẽ chỉ cho cô hai một cái đường rất là đẹp đi lên cái tòa lâu đài thế là hai cô đi theo và y thật sự đã chỉ cô hai cô gái này đó đi một cái họ gọi là cái hai kênh trail nó vắng vẻ chứ không phải là ở cái 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 nơi mà có nhiều người thì bây giờ đó theo như cái cô gái còn sống sót cô kể là bắt đầu khi mà bắt đầu đi lên cái hai hiking trail mà vắng đó tự dưng cái tên này nhào vào tấn công cả hai cô gái với ý đồ là cưỡng hiếp thì uh, y đã nhào vào và y bóp cổ cô Kelsey Chang thưa quý vị thì cô Eva Liu đó là đã nhào vào cứu bạn mình thì chắc nhỏ con quá và cái hiking trail chắc không có mấy cái rail ở hai bên thưa quý vị cho nên là y đã đẩy cô liêu một cái thì cô gái rớt xuống liền ngay lập tức và sau đó đó cô trang cổ kể là y quay sang bắt đầu bóp cổ cô và muốn giống như là ý đồ hãm hiếp nhưng mà cô gái này cổ nói là cổ chống cự liên tục cho nên là chắc y thấy là hãm hiếp không thành cho nên cuối cùng y cũng đẩy luôn cô Kelsey Trang xuống dưới thì khi mà À, chắc có thể là có người đã nghe tiếng hét hay sao đó thì bắt đầu họ gọi cảnh sát thì lực lượng cứu nạn đó họ dùng trực thăng họ tìm được hai cô gái họ cẩu lên đưa vào trong bệnh viện thì nhưng mà đáng tiếc là cô y Liu đó chắc khi mà cô bị té chấn thương quá nặng cái độ cao uh, cao đến 165 feet từ cái dốc núi té xuống cho nên là một Chết. ngày sau cô lưu qua đời còn cô Trang đó may mắn hơn cổ cũng bị té ở cùng một cái nơi nhưng mà theo như cô kể là khi mà cô rớt xuống vừa mới rớt xuống cái người của cô đó đập vào một cái cành cây và cô đã ôm cái cành cây đó cho nên từ từ ừ. cô trượt xuống cho nên may mắn là cô gái này chỉ bị xây sát rất là nhẹ và đến ngày hôm nay cô đã được xuất viện ra về thì chính nhờ cô sống sót như vậy cho nên là cô mới à, nhận diện được cái tay hung thủ và cảnh sát đức bây giờ đó hiện nay đang tạm giữ cái tay này à, truy tố y cái tội là à, giết người, ừ. hai tội giết người, à, một tội là cố gắng hãm hiếp không thành và không cho đóng tiền bèo. Crazy man. À, ngày hôm qua, thưa quý vị, quan tòa ở Florida đã đưa ra lệnh yêu cầu ông Trump không được tiết lộ, không được đưa lên mạng xã hội của ông. Và điều này tòa đã khuyến cáo với luật sư của ông Trump và tòa nói nếu mà vi phạm đó là sẽ bị bắt về cái tội cản trở công lý à, vì lý do đây là những hồ sơ mật và bên phía tòa đó trong thời gian qua quý vị thấy mỗi khi mà ông Trump ra tòa đó tòa thường thường đưa ra các khuyến cáo thứ nhất là yêu cầu ông Trump không được đưa lên trên mạng xã hội của ông chỉ trích hoặc là khích động bạo lực ngoài à, cá nhân của ông Trump và kể cả phía luật sư nữa thì tòa ở Florida ngày hôm hôm nay theo bản tin ghi nhận là tòa Ray Hart cũng là ông tòa mà do phía ông Trump bổ nhiệm trước đây. Ông Ray Hart lo ngại rằng cái vấn đề an ninh quốc gia, những bí mật này mà rủi ro ông Trump ông nói ô oh, um, tôi cầm hồ sơ này trong tay đâu có gì là bí mật đâu. hoặc là luật sư tìm cách kích động dân chúng những người ủng hộ ông Trump để áp lực bên phía bộ tư pháp và tố cáo bộ tư pháp cho nên tòa nói thẳng bất cứ những cái phiên tòa sắp tới đây ông Trump tuyệt đối không được lên tiếng về hồ sơ của mình mà tòa nói thưa quý vị tòa nói thẳng đó một khi mà ông càng lên tiếng bao nhiêu đó thì càng khổ cho ông càng cái quy trách nhiệm nặng nề hơn bởi vì phía bồi thẩm đoàn cũng sẽ được phe công tố đưa ra các bằng chứng từ lời tuyên bố của ông Trump phản đối tòa. Bởi vì tòa nói rằng một người đã vi phạm vào những cái vấn đề về an ninh này mà còn tiếp tục chống lại tòa để đưa ra các hồ sơ này thì điều đó sẽ gây hại tự mình, hại lấy mình thì điều đó mà à, hiện nay thì thấy rằng là rõ ràng sau khi mà rời khỏi tòa ở Florida ông Trump im tiếng trong suốt thời gian qua tuy, tuy nhiên sắp tới đây có thể ông sẽ lại ra hầu tòa trở lại ở Washington DC liên quan đến vụ mà gọi là khích động gây bạo loạn trong tòa nhà quốc hội ngày 6 tháng 1 Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý các thính giả. Cứ mời quý vị vào trang nhà littlesaigontv.com theo dõi phần livestream đọc các bản tin cập nhật ngày hôm nay. Vào trong YouTube nhớ nhấn nút like và nút subscribe quý vị nhé. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.